Poison, right? No, it's okay. Hot poison? Oh, yes. Oh, okay. Yes, hot poison? No, not this one. But, okay. Yeah. Whoa, a lot. Yeah. Oh, here. Mark, để Grandpa cut, con. What? This is also mine. Must clean, okay? But this is mine. Yeah, this is yours. Sure, I only clean it for you. Okay, okay, here. Here, Mark's basket. Yeah. Here's mine also. Yeah. This also mine. I'm gonna clean again. After rain, huh? Mm-hmm. Yeah. Lots of mushroom. But after rain, have a lot of mushroom. Yeah. Yeah. Put in here. Yeah, sure. And, oh man, look! I just put that out. Oh, attention! I just put that out. Oh, this is more for me. Oh, weak. Để cho Grandpa cut đi. Very nice. So all most of all this here warm. See? What is it? Warm. Okay. Cannot eat, huh? I or just cut it here. Out. Inside is okay. Oh. Oops. How about this? Yeah, we can. Can I have it? Need it? Okay. So mushroom is so easy to take. Yeah. Put something on here. Yeah. Because we need it. Look, we see, look. Max, don't touch the knife. Wow. Put in here. Take it. But this is more. This is another kind of mushroom. Okay. But this is for me. But not champignon, right? No. Now we go to the wood, okay? Okay. Chỉ lấy cái màu này thôi. Còn cái màu đen này là nó quá chín rồi. Bỏ lại. Huh? Okay. Put in here. Wow. Follow Grandpa. Okay. Oh, but here's another one. Already. Ready? Not old. Oh, it's black. So it's too ripe, right? Yeah. Okay, let's go. Now we look for another kind of mushroom in the wood. So maybe have more, much more in here. Maybe have many in here. Mm-hmm. But mushroom is around here, okay? I don't know. Let's see. But the mushroom is around here, or here, or here, or here, or here, or here. The belly. That is a mosquito. No. Das ist eine kleine Libelle und das ist ein Schmetterling, ja.
Yeah, it's Madeline. Yeah. Natalia leaves Natalie. Yes. Maybe. Weird. Rừng gì mà đẹp quá. Cây cối mọc thẳng tắp. Rừng này cũng nổi tiếng lắm các bạn. Nhiều người ở trong thành phố người ta phải lái xe ra đây để người ta đi leo núi. Ở đây người ta thích thiên nhiên lắm, người ta không có nhiều người thì người ta chọn sống ở thành phố, nhưng mà mình thì là mình lại thích ở gần thiên nhiên hơn, không khí trong lành quá đẹp luôn. Mùa đông thì nó hơi trơ trọi chút xíu, nhưng mà mùa này thì nó mọc lên các cái bụi cây thấp ở phía dưới á, nhìn cái nền của nó, cái nền rừng rất là xanh tươi tùm, rất là đẹp. Cây cối thì thẳng tắp như vậy nè. Những ngày này thì thời tiết không quá nóng và hay mưa nữa, thành ra là nấm á, nó sẽ mọc lên rất là nhiều. Và cũng như các bạn thấy trước đó là nấm rất là bự. Và trong cái khu rừng này có rất là nhiều loại nấm. Ở đây rất là an toàn. Chỉ cần mang giày như thế này thôi là các bạn có thể đi xuyên trong rừng rồi. Bây giờ là cái nhà đi vô phía bên trong của rừng, thay vì đi trên cái con đường mòn thì bây giờ đi sâu vô trong luôn. Và các bạn biết là cái nền của nó rất là mềm, cực mềm luôn, giống như là lúc nào cái nền đất nó cũng ẩm thấp vậy đó, nó ướt, nó mềm lắm. Và đất ở trong đây là rất là tốt để các cái cây sinh sôi nảy nở. Cái cục này nhìn nó u lòi vậy chứ nó xốp ở bên trong á, mềm lúng hả, lúng ở trong. Is that brown one? Yeah. Oh wow. But different. But it's the yellow one. Brown. Warm. Warm? Yeah. Okay. Continue. Cây bị bấn gốc lên. Này rễ cũng bự lắm nè, chắc tán cây nó cũng bự so với những cây xung quanh nó. Rừng bạc ngàn. Oh, đi xa rồi. Rồi chuẩn bị mình ra đường mòn rồi quẹo ra đường lớn đi về nhà.
Like that. Is it dry, Max? Yeah. Quả rừng nè. That's dry, it's good. Nhưng mà không có được bự như trong siêu thị bán. Dry. Yeah. Yeah. But this it's okay. Is disgusting. No. It's very good, Max. It's the fruit. Này chín hết rồi nè. Cái này Việt Quốc nè các bạn. Đỏ đen. Quá nhiều luôn. Nó mọc dại ở trong rừng á các bạn. Cái này cái cánh đồng năm 2014 mình tới cái khu vực này là người ta toàn trồng bắp. Giờ hiện tại là đang trồng bí nè. Tại vì sắp tới Halloween vào tháng 10 rồi, thành ra là người ta tranh thủ trồng bí ở đây. Nguyên một cánh đồng toàn bí không. Sắp về tới nhà rồi. Mình đã kết thúc video ở đây nha. Ơi!